Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách gọi là chúng ta đậu chung, gọi là chung công bố của máy cưa các bạn. Có một số trường hợp là chúng ta có thể là đồng hồ, gọi là chúng ta bất ngờ các bạn, thì chúng ta có thể lên đồng tiền. Còn có một số máy chúng ta bất rồi, chúng ta không có thể lên đồng tiền các bạn, thì vì như thế thì chúng ta có thể là lắp từ cái bộ chung hoặc giả là luôn cả bộ cơm các bạn, từ những cái dòng máy tương xứng. Ở đây là mình chẳng hạn như là thí dụ như cái độ mỏng của cái chung này như thế này, thì chúng ta có thể kiếm cái độ mỏng tương đối và những cái bố cơm gọi là phù hợp các bạn, giống như là gọi là nó sử dụng là loại dân nhuyễn thì chúng ta là phải sử dụng dân nhuyễn nha. Có một số mình cũng đã sửa một cái máy gặp cái trường hợp như thế này các bạn, là cái máy này nè, đối với những dòng máy Makita nồng đứng này các bạn, là nó bức chung rồi ha, là các bạn biết là nó đối với cái chung này là chúng ta không có lên đồng tiền được ha, là tại vì nó đã bức rồi là chúng ta bỏ, chỉ là có thể là thay những cái loại cùng loại hoặc giả là chúng ta đậu lên những cái chung khác thôi các bạn, chứ chúng ta không có thể là vớt lại được ha. Thì đậu chung như thế nào thì mình sẽ đậu chén như thế nào thì mình sẽ chia sẻ các bạn là những cái loại chén nào phù hợp các bạn. Phù hợp ở đây là cùng cái diện tích như thế này, giờ chúng ta có thể san lấp như thế nào. Nhưng đối với công thì các bạn lưu ý ha, là đối với dân nhuyễn là các bạn phải sử dụng dân nhuyễn ha, còn dân to là chúng ta phải sử dụng dân to, là tại vì mình đã sửa một cái trường hợp là cái máy này dân nhuyễn, họ đã lấy cái bố công của cái máy thằng Shingu đó các bạn, là dân to, họ dặn vào thì chúng ta dặn vào thì được rồi đó, nhưng mà khi chúng ta tháo ra là nó bị gãy các bạn, nghĩa là nó không có ra. Rồi cái đó là cái trường hợp đó mình đã gặp rồi, thì các bạn có thể là rút kinh nghiệm và chúng ta khi xử trí thì sửa chữa thì các bạn nên lưu ý chúng ta đảm bảo một cái gọi là độ chế thì chúng ta phải cho phù hợp. Thì mình sẽ tháo ra cho các bạn xem đối với cái dòng bố của máy này. Thì đối với máy này nè các bạn, nó rất là dễ bị bức chung ha, bức và nó dễ bị gãy do nó chỉ là những cái hàng gọi là hàng bít đó các bạn, nó hàng bít nó bấm như thế này thôi, nó rất là dễ bị hỏng. Nhưng mà các bạn biết những dòng máy này nếu mà nó hư hỏng nhiều thì cái lượng gọi là cái đầu vớt của chúng ta nó sẽ bị khan hiếm. Vì vậy mình sẽ sử dụng những cái loại máy tương xứng khác mình sẽ lắp vào các bạn. Thì đây là mình sẽ sử dụng lại, các bạn thấy đây là cái nó sử dụng cái gọi là cái giấy đạn dây ha, nghĩa là nó đóng vô cái chuông của chúng ta. Còn mình sẽ sử dụng lên cái giấy đạn như thế này, mình sẽ lắp lại đồng tiền bố về các bạn, chuông về những cái này các bạn. Các bạn thấy đây là cái độ mỏng và cái độ ấy gọi là cái độ nó tương xứng thì chúng ta có thể lắp qua lại. Còn trường hợp mà nó cao hơn, chẳng hạn như chúng ta đo như thế này nó cao hơn thì chút chúng ta cắt cái này bỏ các bạn. Các bạn khéo tay thì các bạn có thể dùng đá cắt tay chúng ta cắt, hoặc giả là các bạn không khéo nữa thì chúng ta có thể tìm cách nào như thế. Thì đây mình đã chuẩn bị một bộ sẵn cho các bạn xem nè. Đây đó, mình sẽ lắp vào như thế này các bạn đó, mình sẽ lên lại cái sử dụng là đồng tiền thôi các bạn. Thì trước khi lên đồng tiền thì các bạn lưu ý cho mình là chúng ta phải đặt một cái lông đền, gọi là cái dòng đệm các bạn, cái dòng đệm nó lớn để mà chúng ta phả được cái mặt này cho nó đừng có vớt đạn khi chúng ta nêm ha. Thì các bạn lưu ý. Còn đối với những cái dòng này nè các bạn, là cái chung của các bạn có thể tìm bất kỳ ha. Mình ở đây là mình sử dụng cái dòng chung này của là cái dòng Echo 341, 304 341 các bạn, nó y chang thôi. Thì chúng ta sẽ làm dấu và chúng ta cắt ngay đây các bạn, do cái độ dày và cái độ cao nó sẽ nhỉnh hơn thì chúng ta phải cắt cái phần này bỏ các bạn. Cắt đi rồi chúng ta mới sử dụng được. Thì còn đối với chung thì cái côn này thì chúng ta có thể sử dụng lại tùy theo đời các bạn. Cái dòng này thì nó có hai loại côn, mình theo mình biết là một loại côn kia và một loại côn này, thì côn này thì chúng ta chỉ việc đắp vô luôn thì nó phù hợp, là các bạn chỉ cần làm như thế thôi. Thì mình sẽ đi cắt phần này bỏ rồi một chút mình sẽ lắp vào cho các bạn xem nha. Dạ. Đá cắt tay mình sẽ cắt cái này các bạn. We'll be right back.
mình đã cắt rồi nè các bạn. Thì các bạn thấy đây là mình đã hạ đi, và mình đã mài đạn chim vô luôn nè, niêm đạn rồi. Thì các bạn thấy đây là nó cũng tương xứng. Thì mình sẽ kiếm thêm một miếng cái dòng điểm các bạn, mình sẽ canh vào. Thì các bạn thấy đây, chúng ta canh dòng điểm như thế này, chủ yếu là chúng ta giữ cái viên đạn lại các bạn. Đây, thì mình sẽ lắp giấy đạn vào. Các bạn thấy đây đó, thì mình sẽ lắp chung vào, gọi là bố con vào các bạn. Rồi, như vậy là mình vừa chia sẻ các bạn cách mà chúng ta có thể là độ lên một cái chuông một số dòng máy mà chúng ta không có thể lên đồng tiền được các bạn, chẳng hạn như những dòng máy này. Thì qua cùng video hôm nay thì các bạn có thể mình có thể chia sẻ cho các bạn thêm một cái thông tin nữa. Thì các bạn thấy video mình hữu ích thì các bạn nhớ nhấn like. Còn các bạn thấy hay thì cứ chia sẻ cho những bạn bè. Còn những bạn nào chưa đăng ký thì các bạn cứ việc đăng ký kênh và bấm chuông để sớm nhận được những thông báo, những video mới nhất các bạn. Rồi chào các bạn ha.